Và để nghệ thuật chương trình thì Thu Vân cũng xin gửi đến cho tất cả quý vị hai câu vọng cổ trích trong vở tuồng được mang tên Ngai Vàng và Nữ Tướng. Với một lớp trích đoạn này thì qua tiếng đàn của tiếng đàn guitar của Lê Của, đàn sến của Minh Đính cùng với đàn organ của Vũ Duyên. Vâng, xin mời quý vị cùng thưởng thức.